fan lại phát hiện Lâm Tây và bạn gái tin đồn đang đi du lịch cùng nhau. Không chỉ check-in tại một khu nghỉ dưỡng cùng thời điểm, người hâm mộ còn soi ra nhiều bằng chứng cho thấy Đặng Văn Lâm và bạn gái tin đồn Bùi Thị Yến Xuân đang ở cùng nhau. Trở về từ ASEAN Cup 2019, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang có những ngày nghỉ ngơi sau một năm thi đấu thành công. Trong khi một số cầu thủ đã về quê chuẩn bị đón Tết bên gia đình, số khác lại tranh thủ ở bên bạn gái sau khoảng thời gian xa nhau. Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm bị nhiều dân mạng phát hiện đi du lịch cùng bạn gái tin đồn Bùi Thị Yến Xuân. Cụ thể, chiều 30 tháng 1, Lâm Tây đăng lên trang cá nhân đoạn clip anh đang ở một khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Trong clip, thủ môn điển trai đi khám phá khắp phòng, liên tục quay lại nói chuyện với cô gái cầm máy quay một cách tình cảm, được nhiều người tin chính là Yến Xuân. Trên trang cá nhân của Yến Xuân, người hâm mộ cũng phát hiện cô check-in tại khu du lịch này cùng thời điểm với nam thủ thành. Không chỉ vậy, hai người còn đăng ảnh mặc áo mưa giống nhau trong khoảng thời gian tương tự. Lâm Tây và bạn gái tin đồn check-in cùng một khu du lịch cùng thời điểm, ảnh chụp màn hình. Một khoảnh khắc thân mật trên giường của Yến Xuân và có lẽ là Văn Lâm trong chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau. Đây không phải lần đầu tiên gấu Nga Đặng Văn Lâm bị dân mạng soi thấy bằng chứng anh đang hẹn hò cùng nữ BT xinh đẹp. Sau trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân Hàng Đẩy, Instagram của Lâm Tây và Yến Xuân cùng đăng ảnh check-in ăn bún chả tại Hà Nội vào trưa 25 tháng 11, 2018. Trước đó, vào đầu tháng 9, 2018, tấm hình chụp trên thuyền của hai người tại một khu du lịch cũng gây chú ý. Từ góc chụp, thời gian đăng cũng như địa điểm đều trùng khớp nhau. Qua hàng loạt bằng chứng, người hâm mộ ngày càng có cơ sở khẳng định Đặng Văn Lâm và Yến Xuân là một cặp. Dưới bài đăng mới nhất của nam thủ môn, nhiều dân mạng để lại bình luận mong đôi trẻ sớm công khai hẹn hò. Loạt bằng chứng hẹn hò trước đây của Thủ Thành và Yến Xuân. Vợ mang bầu lần 2, đoạn tin nhắn lộ cách chồng 9x đối đãi với con trai Lê Phương. Liệu khi sắp có con đẻ, Trung Kiên sẽ đối xử với bé Cà Pháo, con trai của Lê Phương, với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan như thế nào? Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên gốc Trà Vinh Lê Phương từng có thời gian dài đau khổ vất vả làm mẹ đơn thân. Vậy nhưng, hạnh phúc ngọt ngào cuối cùng cũng đến với cô khi vào năm 2016, trong một lần đi biểu diễn phục vụ cán chiến sĩ ở đảo Trường Sa, Lê Phương gặp gỡ Trung Kiên, chàng trai sinh năm 1992, kém cô 7 tuổi. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và đi đến kết hôn hồi năm 2017. Cuộc hôn nhân chị em Lê Phương Trung Kiên sau 2 năm giờ đi đến một cái kết ngọt khi nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ vừa công bố mang bầu lần 2. Nhiều người hâm mộ chia sẻ tin vui với cặp vợ chồng, nhưng vẫn còn đó những lo lắng băn khoăn. Liệu khi sắp có con đẻ, Trung Kiên sẽ đối xử với bé Cà Pháo, con trai của Lê Phương, với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan như thế nào? Lê Phương tuyên bố mang bầu lần 2, chàng trai 9x Trung Kiên đang chuẩn bị lên chức bố. Mới đây nhất, Trung Kiên đã khiến không chỉ vợ xúc động mà người hâm mộ cũng yên lòng khi thể hiện tình cảm quan tâm đến Cà Pháo. Theo đó, những ngày Tết cận kề, Lê Phương đã cùng ông xã về quê cô ở Trà Vinh đón Tết. Dù vợ mang bầu con ruột của mình và ốm nghén mệt mỏi, nhưng Trung Kiên vẫn không lựa chọn ở nhà chăm Lê Phương mà quyết định đến trường để vui chơi cùng Cà Pháo. Trung Kiên để vợ bầu ở nhà dành thời gian đến trường vui chơi với bé Cà Pháo. Lê Phương hạnh phúc cho biết, Tết năm nào trường của con cũng chuẩn bị không gian xuân yêu thương kỳ công như thế này. Một ngày hội với các tiết mục văn nghệ cùng các trò chơi và gian hàng với đầy đủ hương vị Tết của ba miền Bắc Trung Nam. Tiếc là hôm qua mẹ mệt nên năm nay không đến cùng con, bà đưa đi dự hội xuân, mẹ nằm nhà cập nhật tình hình hay cho con mà thương muốn xỉu. 7 ngày trước Tết, gia đình Lê Phương đã quay về quê vợ ở Trà Vinh. Bé Cà Pháo ngày một lớn và điển trai. Đoạn tin nhắn Lê Phương chụp khiến nhiều người cảm động với tình cảm của Trung Kiên dành cho bé Cà Pháo. Là người chiều vợ thương con, Trung Kiên thậm chí còn ưu tiên cho việc bên ngoài trước. Những mùng quan trọng nhất như giao thừa mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết sẽ ở bên ngoại nhà Lê Phương. Từ mùng 4 mới về Bình Thuận quê chồng ở tới mùng 6, mùng 7, mùng 8 thì cả gia đình trở lại Sài Gòn để bắt đầu công việc sau Tết. Lê Phương còn tiết lộ, mẹ chồng tôi cực kỳ thương bé Pháo, chứ không hề có suy nghĩ con riêng hay con chung. Dù hai ông bà ở xa như vậy, nhưng lúc nào vào Sài Gòn cũng có quà cho bé. Bé Pháo từ nhỏ đã không biết ông bà nội là ai và chưa từng có ông bà nội. Cho nên khi có được tình yêu thương của bố mẹ Trung Kiên, bé Pháo lúc nào cũng tin rằng đó là ông bà nội ruột của mình. Mỗi lúc gọi điện về nhà chồng, bé Pháo luôn hỏi ông bà nội khỏe không, đòi nói chuyện với ông bà nội, cho nên nhiều lúc tôi còn không hề nhớ mình có con riêng. Có thể thấy dù gia đình sắp đón thêm thành viên mới, nhưng tình cảm của Trung Kiên và gia đình anh dành cho bé Cà Pháo vẫn không hề thay đổi. Hết
Đức Chinh, đến lượt Duy Mạnh sắm nhà mới hoành tráng ổn định để rước bạn gái về dinh. Có vẻ như sau một thời gian dài yêu nhau thì Duy Mạnh cũng quyết định về chung một nhà với công chúa Béo. Sau một năm thi đấu cực lực thì Duy Mạnh cũng được hưởng thành quả mà mình vất vả làm nên. Mới đây nam cầu thủ bất ngờ khoe hình ảnh nhập trạch nhà mới trên story Instagram khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và dấy lên nghi vấn Duy Mạnh đã mua nhà mới. Duy Mạnh đăng ảnh đang làm lễ nhập trạch nhà mới trên trang cá nhân. Nhìn qua có thể thấy nam cầu thủ chuẩn bị rất đầy đủ để cúng lễ. Nhà mới của anh chàng trông cũng có vẻ rất to và hiện đại. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn phát hiện ra bạn gái Quỳnh Anh của nam cầu thủ cũng đang tất bật dọn nhà và có chia sẻ đề nghị trên trang cá nhân, khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cả hai sắp làm đám cưới. Nhiều người cho rằng phải chăng Duy Mạnh mua nhà mới để chuẩn bị rước bạn gái về dinh. Người yêu hậu vệ Duy Mạnh là một trong những cô nàng nhận được nhiều sự chú ý nhất trong dàn bạn gái cầu thủ. Không chỉ xinh đẹp tiểu thư con nhà giàu mà Quỳnh Anh còn rất thân thiện với người hâm mộ. Duy Mạnh luôn chiều chuộng chăm sóc bạn gái từng ly từng tí khiến fan girl như rụng tim. Mỗi lần anh chàng đi đá bóng ở đâu về đều mang cho Quỳnh Anh túi quà to, túi quà nhỏ, toàn đồ hàng hiệu. Tình yêu của cả hai khiến nhiều người không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. Chính vì thế nếu Duy Mạnh và Quỳnh Anh về chung một nhà thì sẽ được người hâm mộ chúc mừng hưởng ứng nhiệt liệt. Vừa đưa xế họp bạc tỷ về, Văn Đức đã đâm sầm vào cổng làm xe mớp nặng, biết thế đừng nghe mẹ. Mới lăn bánh chưa đầy một ngày, chiếc xế họp hạng sang của Phan Văn Đức đã gặp sự cố không mong muốn. Sau một năm thi đấu thành công ở các giải đấu U23 châu Á, AFF Cup và AFC ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam, Phan Văn Đức từ chàng trai vô danh trở thành cầu thủ nổi tiếng, đổi đời nhờ bóng đá, chàng trai quê Yên Thành, Nghệ An. Được thưởng tiền mặt và hiện vật lên đến hàng tỷ đồng. Như nhiều đồng đội đứt cọt dành dụm, lương thưởng mua một căn nhà ở Bình Dương tặng bố mẹ, lo cho người thân một cuộc sống sung túc hơn. Mới đây anh chàng còn không ngại móc hầu bao, tậu một chiếc xế họp hạng sang làm phương tiện chở gia đình đi chơi Tết Kỷ Hợi. Có mặt ở Nghệ An vào ngày 29 tháng 1 vừa qua sau hành trình tại giải đấu AFC ASEAN Cup 2019 trên đất UAE, Phan Văn Đức không về nhà ngay mà đến thẳng một cửa hàng ô tô thành phố Vinh để chọn mua xế hộp. Mẫu xe Mazda màu trắng thời thượng được đức cọt chấm thuộc dòng CX5 có giá không dưới 1 tỷ đồng. Sau khi nhận chìa khóa, tiền vệ sinh năm 1996 lái xe về nhà để mẹ anh bất ngờ. Phan Văn Đức cho biết anh muốn mua ô tô để có thể tự tay đưa bố mẹ đi chúc Tết Nguyên Đán mà không sợ mưa nắng. Bên cạnh đó, chân sút trẻ cũng có phương tiện thuận lợi hơn để di chuyển từ nhà ở Yên Thành đến đại bản doanh của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, đến chiều 30 tháng 1, chiếc xế hộp bạc tỷ của Đức Cọt bất ngờ bị xước xát và méo mó phần đầu, dấu hiệu của một vụ va đập không hề nhẹ. Chưa đầy một ngày lăn bánh mà xe hơi đã có chút biến dạng. Hẳn Văn Đức đang không hề dễ chịu chút nào, có thể khổ chủ sẽ phải mất thêm một khoản kha khá để khắc phục. Theo tiết lộ của phóng viên, anh chàng làm méo xe trong lúc đang cố gắng đưa xế yêu vào sân nhà. Vì chiếc cổng quá nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm, Đức Cọt đã để xảy ra sự cố không mong muốn. Mẹ em cứ bắt cho vào nhà mà cổng thì nhỏ, anh giải thích. Mới nhận xe, Phan Văn Đức vẫn trau dồi thêm kinh nghiệm cầm vô lăng để tránh những sự cố không mong muốn. Xót xa số phận người mẫu Kim Anh, qua đời sau sinh nhật 3 ngày, cơ thể chỉ còn da bọc xương chẳng kịp đón Tết. Dù rất nỗ lực vượt qua số phận, nhưng cuối cùng người mẫu chính Kim Anh ra đi sau khoảng thời gian lâm trọng bệnh. Đầu tháng 1 2019, thông tin người mẫu Kim Anh suy kiệt cơ thể từng ngày vì căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối gây chấn động showbiz Việt. Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, người mẫu chính X đã qua đời ở tuổi 26. Tin buồn của người mẫu đoạn mệnh được phát đi trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán khiến nhiều người không khỏi xót xa. Càng đau đớn hơn khi biết rằng Kim Anh ra đi chỉ sau sinh nhật đón tuổi mới của cô cách đây 3 ngày. Trước khi lìa xa trần thế để về cõi vĩnh hằng, Kim Anh từng trải qua hành trình chống chọi bệnh tật đầy nước mắt. Kim Anh sinh năm 1993 ở Nam Định, từng theo học ngành marketing nhưng với chiều cao nổi bật cùng gương mặt cá tính, chân dài 9X thử sức với nghề người mẫu tự do từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù thất bại ở nhiều cuộc casting nhưng Kim Anh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê người mẫu. Không chỉ nuôi mơ ước sẽ bước trên sàn các quốc, Kim Anh còn nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ chạy xe ôm, em gái đang học trung học, và nhà còn hai ông bà lớn tuổi, chân dài chỉ nít luôn miệt mài làm việc để có kinh phí cho bản thân và phụ giúp gia đình. Khi kinh tế gia đình đang gặp khó khăn, Kim Anh bất ngờ phát hiện căn bệnh ở giai đoạn 3 từ năm 2013.
Dù đã cắt bỏ buồng trứng, nhưng đến năm 2015, bệnh của nữ người mẫu lại tiếp tục tái phát và có chuyển biến xấu. Trong thời gian đầu mới phát hiện bệnh hiểm nghèo, Kim Anh vẫn gắng gượng đi diễn để kiếm thêm chi phí, dù thu nhập không nhiều. Tuy nhiên thời gian gần đây sức khỏe suy kiệt và bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, chân dài 9X phải nhập viện điều trị. Nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc, xin hãy chia sẻ giúp hạnh phúc và may mắn đó cho tôi được không? Kim Anh nhắn nhủ đầy xót xa khi nằm trên giường bệnh. Khi câu chuyện của Kim Anh được chia sẻ rộng, một số đồng nghiệp và khán giả động viên tinh thần, cũng như kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ người mẫu trẻ có kinh phí điều trị bệnh. Trên trang cá nhân, Kim Anh thường xuyên bày tỏ suy tư, khi chúng ta lớn lên có những nỗi đau, ngay cả người thân thiết cũng không thể chia sẻ, nói chi là bạn bè. Đó là từng ngày bạn phải hy vọng và cố gắng không được mệt mỏi. Đời chia sẻ kèm hình ảnh đầu trọc sau thời gian hóa trị của cô. Dù rất nỗ lực vượt qua số phận, nhưng cũng có lúc người mẫu 9X khiến người nghe lặng người khi bày tỏ mong ước giản đơn nhưng quá khó thực hiện với bản thân ở thời điểm lâm trọng bệnh. Anh ơi, em đau và mệt lắm, chỉ mới thức tỉnh được 2 ngày thôi, cứ mở mắt ra là cơn đau ập tới, mẹ em lại cho em uống thuốc giảm đau và ngủ thiếp đi, em không còn nhớ cả việc mình ăn cơm hay đã uống thuốc anh à. Cứ ngủ ngủ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Em chỉ mong những lúc em tỉnh táo ngắn ngủi, gọi điện thoại sẽ nghe được giọng nói của anh. Cô thốt lên với người thân trong lúc quá đau đớn. Tối 29 tháng 1, Kim Anh rút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ 20 trong sự tiếc thương của mọi người. Ai cũng xót xa cho phận đời mỏng manh của một cô gái nghị lực vượt khó, nhưng không thể bước qua nổi cánh cửa tử thần là ung thư.